Cô thân ái chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olomer.vn dựa trên bộ sách cánh siêu. Ở các bài học trước, cô đã giới thiệu với các con về các phép chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000. Và trong bài ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phép chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000 phần tiếp theo. Vậy thì các phép chia trong bài ngày hôm nay có gì khác so với các bài trước? Ngay bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau khởi động. Các con quan sát hình ảnh và bài toán đặt ra cho chúng mình như sau. Mỗi chiếc áo được khâu 4 chiếc cúc. Hỏi có 5236 chiếc cúc đủ khâu vào bao nhiêu chiếc áo như thế? Để trả lời được câu hỏi này, các con cần thực hiện phép tính gì? À, đúng rồi chúng mình cần tính chia cụ thể là lấy 5.236 chia 4 phép chia này được thực hiện như thế nào cô cho mình sẽ tìm hiểu phần kiến thức mới ta cần tính 5.236 chia 4 chúng mình cũng đặt tính như thông thường số bị chia số chia và dấu gạch sau đó ta lần lượt chia từ trái qua phải Trước tiên lấy 5 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4 và 5 trừ đi 4 bằng 1. Ta hạ 2 được 12. 12 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12 và 12 trừ 12 bằng 0. Tiếp theo, hạ 3. 3 chia 4 được 0, viết 0. 0 nhân 4 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 6 được 36. 36 chia 4 được 9, viết 9. 9 x 4 bằng 36. Và 36 chứ 36 bằng 0. Ta kết thúc lượt chia cuối cùng, đồng thời có kết quả là 5236 chia 4 bằng 1309. Chúng mình thấy phép chia này được thực hiện thông qua 4 lượt chia. Chúng mình chú ý ở lượt chia thứ 3 này. 3 chia 4 được 0 viết 0. Như vậy đây chính là một phép chia mà thương có chữ số 0. Bây giờ để giúp các con dần luyện thêm kỹ năng chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100.000, cô cho mình cùng làm phần luyện tập. Bài đầu tiên, tính. Ở đây quan sát thầy các phép chia đã được đặt tính rồi, vì vậy chúng mình chỉ cần tính nữa thôi. Cô lấy ví dụ, với phép chia 327 chia 3, 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 x 3 bằng 3 và 3 chữ 3 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 3 được 0, viết 0. 0 x 3 bằng 0 và 2 chữ 0 bằng 2. Hạ 7 được 27. 27 chia 3 được 9, viết 9. 9 x 3 bằng 27. 27 chữ đi 27 bằng 0. Vậy là 327 chia 3 bằng 109. Đây cũng là một phép chia mà thương có một chữ số 0, chính là ở lượt chia thứ hai. Hoàn toàn tương tự như thế, các con hãy thực hiện hai phép chia còn lại. Cô khen các con, thực hiện tương tự như các phép chia vừa rồi, chúng mình được kết quả của phép tính 2167 chia 2 đó là 1083 và dư 1. Và với phép chia cuối cùng, 8.516 chia 5 được 1.003 dư 1. Bài tập thứ 2, đặt tính rồi tính. Tương tự như bài tập 1, các con hãy đặt tính rồi tính phép chia đầu tiên. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đặt tính như thông thường, sau đó thực hiện phép tính thì chúng mình được kết quả là 2085. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép tính tiếp theo. Đây là một phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số. Chúng mình đặt tính như thông thường. Ta thực hiện phép chia lần lượt từ trái qua phải. 5 chia 5 được 1 viết 1. 1 x 5 bằng 5 và 5 x 5 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 5 được 0 viết 0. 0 x 5 bằng 0 và 4 trừ đi 0 bằng 4 ta hạ 8 được 48. 48 chia 5 được 9. 9 x 5 bằng 45 và 48 trừ 45 bằng 3. Hạ 0 được 30. 30 chia 5 được 6, viết 6. 6 x 5 bằng 30 và 30 trừ đi 30 bằng 0. Cuối cùng ta hạ 5. 5 chia 5 được 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5 và 5 chia 5 bằng 0. Như vậy là 54.805 chia 5 Được thương là 10.961 Tương tự như thế các con hãy thực hiện phép tính còn lại À đúng rồi, với phép tính cuối cùng 84.549 chia 6 Chúng ta đặt tính như thông thường Sau đó thực hiện thì ta được kết quả là 14.091 và dư 3 Chúng mình cùng quan sát lại các phép tính này đây chính là các phép chia cho số có một chữ số mà thương có một chữ số 0 Ở các lượt chia thứ hai, thứ ba và ở bài tập tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép chia cho số có một chữ số mà kết quả của lượt chia đầu tiên là 0. Chúng mình đến với bài tập thứ ba đặt tính rồi tính theo mẫu. Cô có phần mẫu như sau. 6318 chia 9. Như thông thường thì chúng mình sẽ lấy 6 chia 9 được 0 Tuy nhiên số 0 đầu tiên thì chúng ta sẽ không viết Hoặc là chúng ta nói 6 không chia được 9 thì Chúng mình lấy 63 chia 9 63 chia 9 được 7 viết 7 7 x 9 bằng 63 Và 63 63 bằng 0 Hạ 1 1 chia 9 được 0 Viết 0 0 x 9 bằng 0 Và 1 0 bằng 1 ta 8 được 18. 18 chia 9 được 2, viết 2. 2 nhân 9 bằng 18 và 18 chia 18 bằng 0. Như vậy với các phép chia mà ở ngay lượt chia đầu tiên đã được thương là 0, ví dụ như ở đây là 6 chia 9 được 0 thì chúng ta không viết số 0, ta sẽ lấy thêm một chữ số đằng sau số 6, đó là số 63 chia 9 thì sẽ được 7. Và ở các lượt chia tiếp theo thì chúng mình thực hiện tương tự như các phép chia vừa được học. Đến đây, dựa vào phần mẫu mà cô vừa hướng dẫn, các con hãy thực hiện hai phép chia sau. Hoàn toàn chính xác. Với phép chia 249 chia 3, chúng ta đặt tính như thế này. Tiếp theo, tính lần lượt từ trái qua phải, lấy 2 chia 3 được 0 thì chúng mình không viết. Hoặc chúng ta nói là 2 không chia được 3 thì lấy 24 chia 3 bằng 8. 8 x 3 bằng 24, 24 chứ 24 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 3 được 3 viết 3. 3 x 3 bằng 9 và 9 chứ 9 bằng 0. Với phép tính cuối cùng, 45.307 chia 5. 4 không chia được 5, ta lấy 45 chia 5 được 9 viết 9. 9 x 5 bằng 45, 45 chứ 45 bằng 0.

và dư 2. Như vậy là qua các bài vừa rồi, các con đã quen với việc đặt tính rồi tính phép chia cho số có một chữ số mà có các chữ số không ở thương rồi đúng không nào? Bây giờ cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu bài toán vận dụng. Cuộn dây thép dài 192 m Người ta định cắt cuộn dây thành các đoạn dây dài 5 mét. Hỏi cắt được nhiều nhất bao nhiêu đoạn dây như thế và còn thừa mấy mét dây. Vậy thì để biết được cắt được nhiều nhất bao nhiêu đoạn dây, chúng mình sẽ cần thực hiện phép tính chia. Cụ thể là lấy 192 chia 5. Thế thì các con hãy thực hiện và cho cô biết kết quả của phép chia này. À rất chính xác. Chúng mình có phép tính 192 chia 5 thì được 38 và dư 2. Vậy đến đây các con trả lời câu hỏi của đề bài như thế nào? À đúng rồi, do 192 chia 5 bằng 38 và dư 2, vì vậy là chúng mình cắt được nhiều nhất 38 đoạn dây như thế và còn thừa 2 m dây. Vậy là trong bài ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các con thực hiện phép tính chia cho số có một chữ số, trường hợp có chữ số 0 ở thương. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố thêm kiến thức. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tới của olm.vn.